Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên khu vực tỉnh Hà Giang đêm 15 rạng sáng ngày 16 tháng 8 năm 2024. Khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, khu vực này có mây, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, độ ẩm trung bình 82%. Khu vực di tích quốc gia Ruộng Bậc Thang và vùng núi đất phía Tây, khu vực này có mây, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, độ ẩm trung bình 82%. Khu vực vùng núi thấp, có mây, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng nóng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, độ ẩm trung bình 84%.